đây, 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 đây và đây. Không phải là chúng tôi không dùng cái điện này, nhưng mà nói vậy nè, mình không có đầu chuyển không? Hello mọi người, mình là Hồng Bảo. Và tuần vừa rồi mình có chuyến đi công tác tại Lata Camping Cần Giờ. Trong chuyến đi đó thì mình có cơ hội trải nghiệm vài món công nghệ mới. Và hãy cùng đón xem với mình đó là gì nhé. Dù là một khu cắm trại được đầu tư bài bản, nhưng có một vấn đề lớn và đó là nguồn điện. Nhưng may mắn cho team mình là sếp có mang trên xe trạm điện di động của nhà Pisen. Đây không chỉ là nguồn điện, nhưng đây là sự tự do, là khả năng khám phá và trải nghiệm vô hạn. Đây, 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 đây và đây. Với một set quay nhỏ khoảng 20 phút, tụi mình chỉ dùng hai đèn với công suất 200W và cấp nguồn cho máy quay. Trời mới mua xong nên nhìn hơi âm u, nhưng phải công nhận khung cảnh ở khu này đẹp thiệt. Lata 10 điểm nha. Ghi hình với anh quản lý xong thì ảnh mời mình ở lại chơi. Không lẽ từ chối sao sếp? Với nhiều cổng sạc như thế này thì chạm điện sẽ cho phép chúng mình sạc cùng lúc rất là nhiều thiết bị luôn, đảm bảo luôn kết nối với thế giới và sẵn sàng cho tất cả tình huống, tất cả content mà xảy ra. Cái chạm sạc di động này có từ cổng USB-A tới cổng C và có thể cấp nguồn 220W. Ngoài ra, hệ sinh thái của Pisen còn có những cái converter có thể chuyển điện từ 220 qua 110 dành cho những thiết bị xách tay. Với dung lượng pin lớn đến 1000W thì các bạn không có cần lo lắng về vấn đề nguồn điện ở bất kỳ nơi nào. Nếu mà các bạn sử dụng một con laptop với công suất sạc 40W như con này đi, thì các bạn có thể dùng nó liên tục tới 25 giờ, tức là hơn 1 ngày. Vậy thì với dung lượng lên tới hơn 1000W thì sạc cho bao lâu? Cùng mình kiểm tra nha. Với dung lượng hiện tại của bình điện đang là 30% thì mình cắm sạc lên tới 100% chỉ khoảng 1 tiếng đồng hồ. Đây không chỉ là máy chiếu mà còn là cánh cửa giải trí bất tận của chúng tôi. Giữa một cái khung cảnh thiên nhiên hoang sơ như vậy, chúng ta vẫn có thể thưởng thức những bộ phim yêu thích cùng với bạn bè. Mà thay vì dùng những tablet hay điện thoại với màn hình nhỏ xíu xíu xíu, thì tại sao chúng mình không dùng một chiếc máy chiếu di động để chiếu trực tiếp lên lều ta? Kích thước màn hình này có thể mở rộng tối đa lên tới hàng trăm inch, nên chúng mình có thể tha hồ và giải trí luôn. Với thiết bị này của mình chỉ cần mở chân đế là xong. Đừng ngại khám phá thiên nhiên, hãy tận dụng sức mạnh của công nghệ để cùng nhau hướng đến một cuộc sống tương lai tốt đẹp hơn. Yeah!